Một trong những vẻ đẹp của kiến trúc nhà truyền thống Huế đó chính là nét e ấp kín đáo. Đằng sau cạnh cổng thâm nghiêm là một bức bình phong che chắn hướng nhìn trực diện vào nhà. Thỉnh thoảng bóng hình ai đó thấp thoáng sau bức bình phong càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của ngôi nhà. Bình phong trong kiến trúc Huế thật muôn màu muôn vẻ, mang nhiều ý nghĩa và là một nét duyên trong kiến trúc Huế. Người ta bảo để bước vào một ngôi nhà Huế phải qua 3 tầng, 7 lớp. Đó là cách nói cương điều nhưng cũng có một phần sự thật. Từ cổng vào nhà phải đi qua nhiều công trình như cổng, hàng rào, bình phong, hòn non bộ. Vị trí của bức bình phong nằm ngay trung tâm ở mặt trước của ngôi nhà là hết sức đặc biệt, phải mang một ý nghĩa rất quan trọng. Bình phong mới được xây dựng ở vị trí đắc địa như thế. Bình phong là một trong những yếu tố gần như không thể thiếu, là một cái thành tố làm nên cái giá trị đặc biệt của cái tổng thể kiến trúc. Người Huế sử dụng bình phong tôi cho rằng là rất là khéo léo, nhuần nhị và cũng rất là phong phú. Trong mọi ý nghĩa thì bình phong đều là cái vật che chắn. Che chắn những cái thứ người ta không muốn đón tiếp. Đó là những cái ngoại lực, những cái khí xấu, những cái thứ không tốt cho cái cuộc sống của con người. Thì là bình phong đóng vai trò che chắn. Về mặt phong thủy thì nó dẫn dắt tới cái thuyết về kiêu án của bên phong thủy Trung Quốc. Ngoài ra thì có cái thuyết ngũ hành. Thì như ta biết mà khi mà xây nhà mà ở Việt Nam mình hay xây nhà về hướng Nam theo cái câu mà lấy vợ hiền hòa xây nhà hướng Nam, thì có nghĩa là nhà cần phải xoay về hướng Nam, thì đó là hướng tốt nhất đem lại cái thịnh vượng tốt cho gia chủ. Nhưng mà hướng Nam đó là nó thuộc về hỏa khí rất là nhiều, mà nếu mà hỏa khí mà nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới gia chủ, thì cái bình phong nó đóng vai trò là nó giảm bớt cái hỏa khí đi. An Hiền là một trong những ngôi nhà vườn nổi tiếng ở Huế, được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19. Đây nguyên ban đầu là phủ của công chúa thứ 18, con vua Dục Đức. Bình phong của nhà vườn An Hiền là một trong những bình phong đẹp, độc đáo. Hình dạng như một cuốn sách với trang trí hoa lá. Và hai bên là hai câu đối. Phần trung tâm là chữ thọ, thể hiện lời cầu mong an khang, trường thọ của chủ nhân ngôi nhà. Gần như ở các nước Đông Á, những cái nước mà có quan niệm về phong thủy, những ảnh hưởng của phong thủy thì đều sử dụng bình phong. Tuy nhiên là chúng ta tại sao ở Huế mà cái bình phong lại dễ nhận diện như thế? Bị có hai yếu tố. Một á, thì đây vốn là cái kinh đô cuối cùng của chế độ quân chủ. Và đến ngày nay thì gần như là các cái diện mạo của kiến trúc truyền thống từ cung đình đến dân gian đến và kể cả cái bộ phận trung gian của nó là kiến trúc phụ đệ của thân vương, của phụ đệ của quan lại vân vân đều tập trung ở một mật độ rất cao và đang được bảo tồn tương đối tốt ở cố đô Huế. Nên chúng ta mới thấy cái mức độ đậm đặc và dễ nhận diện. Thưa quý vị và cả bạn, như vậy sự xuất hiện của bình phong hoàn toàn mang ý nghĩa phong thủy, và vì nằm ở mặt tiền của ngôi nhà nên đây là một hạng mục được đầu tư trang trí như một tác phẩm nghệ thuật thể hiện vị trí xã hội và phong cách sống của chủ nhà. Lạc Tình Viên, phụ đề của nhà thơ Nguyễn Phước Hồng Khẳng, con trai thứ 13 của Tùng Thiền Vương Miên Thẩm, cháu nội của vua Minh Mạng.
không mang nặng yếu tố cung đình. Bức bình phong ở Lạc Tần Viên được xây theo hình cuộn thư cách điệu. Cấu trúc tổ ong hình lục giác tạo nên sự thông thoáng. Đây là bức bình phong có hình dạng đặc biệt trong muôn màu, muôn vẻ của bình phong ở Huế. Xây bình phong là để che chắn, nhưng với tâm hồn thi sĩ, chủ nhân xưa đã cách điệu để tạo sự nhẹ nhàng, thanh thoát. Cuộc sống vẫn diễn ra bình yên đằng sau cảnh cổng cổ, thấp thoáng, như thực, như mơ. Đó cũng là nét mỹ cảm mà bình phong ở Huế mang lại. Theo các nhà nghiên cứu, có ba nhóm hoa văn trang trí trên bình phong. Một là con vật, long mã hoặc tử linh. Hai là chữ, bao gồm chữ thọ và phước. Ba là họa tiết trang trí. Về hình dáng, có đến 75% dạng cuộn thư. Đối với các chữ thì thường có những chữ phước, chữ thọ hoặc là chữ hỷ. Đó, chữ lộc thì ít thấy, bởi vì liên nghiên cứu của tôi thì không thấy chữ lộc. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta thường đi lượn qua nhiều thứ xung quanh mình. Bình phong cũng thế, thường bị đi lượn qua do chúng ta vô tình, do chúng ta quá vội. Dừng lại để ngắm nhìn, bình phong cũng sẽ có những câu chuyện kể của riêng mình. Thưa quý vị và các bạn, về mặt cấu tạo, bình phong có 3 phần: đế, thân và đỉnh. Trong đó, phần trang trí tập trung chủ yếu ở phần thân bình phong. Những hoa văn, họa tiết hay thơ văn được chọn để trang trí trên bình phong đều thể hiện quan niệm, phong cách sống của chủ nhân, mà trong đó hình dáng, kích thước cũng nói lên được phần nào. Xét về hình dáng, kích thước, bức bình phong dài rộng nhất của Huế là bức bình phong ở Tử Cẩm Thanh Đài Nội. Và có lẽ đây là bức bình phong cổ nhất và là bản gốc hiện còn. Thời gian đã để lại nhiều hao mòn trên công trình này. Nhưng những gì còn lại cũng cho thấy trên bình phong ở Tử Cẩm Thanh có đầy đủ tất cả các loại hình trang trí của bình phong Huế. Từ đắp nổi, khảm sàn sứ, gồm tràng men, gạch hoa trang trí, cho đến nê hoa. Đặc biệt, ở đây xuất hiện kiểu trang trí ô hộc với đề tài phong phú, hoa lạ, bạc bửu và cả con vật. Những cái hình ảnh mà gắn liền với tâm linh và giáo huấn về ca ngợi học hành độ đạt và trí tuệ thì được thể hiện rất nhiều. Ngoài ra thì cũng nhờ cái yếu tố của tạo hình tại đây mà người ta nhận ra được rằng là các nghệ nhân khi mà đặt cái tay bút vào những công trình trang trí thì họ rất chú ý đến việc chức năng của cái trang trí đó phục vụ cho ai. Vì vậy cả hình ảnh ở đây được chăm sóc rất kỹ và được thể hiện rất là chi tiết, thể hiện cả một cái đầy ắp những cái tình cảm thẩm mỹ được gắn vào trong hình tượng cụ thể. Một bình phong cũng thuộc hàng xưa cũ nhất và là bản gốc. Đó là bình phong ở Thải Miếu. Đây là bình phong trang trí hình long mã chở hà đồ, một mô típ trang trí phổ biến ở bình phong Huế. Những gì còn lại cho thấy chiếc bình phong này hẳn trước đây rất đẹp. Có thể nhìn thấy dấu tích còn lại của hình chim phụng. Họ
hoa lá được tạo hình rất tỉ mỉ và tinh xảo. Có cả hình con dơi. Trong thực tế thì không chỉ riêng Bình Phong mà hầu hết kỳ văn hóa Huế, dân gian cung đình có một cái ranh giới tùy theo quy mô cung đình to lớn nhỏ khác nhau, mà nhìn vào cái Bình Phong ta biết được cái vị thế của chủ nhân. Thì cái quy mô là rất khác nhau, nhưng mà cái tính tâm linh ước lệ và cái mỹ cảm tâm linh đấy thì rất giống nhau. Đặc điểm kiến trúc của Bình Phong ở trong cái cung đình hoặc là các cái lăng tẩm vua chúa thì rõ ràng là nó phức tạp hơn nhiều so với Bình Phong bình thường, về mặt các cái hoa văn hoa tiết cũng như là về kích thước. Tức là kích thước có thể là lớn hơn, rồi các cái hoa văn nó phức tạp, cầu kỳ hơn. Đại Nội là nơi có nhiều cung điện. Đằng sau mỗi cảnh cổng là một bức Bình Phong với nhiều hình dáng và kiểu thức trang trí khác nhau. Bức Bình Phong đẹp nổi bật là tại cung Trường Sanh, nơi ở của cả ba Thái Hoàng Thái Hậu, bà nội của vua. Bức Bình Phong này thực sự cuốn hút người thượng lãm, không chỉ bởi vẻ mềm mại, sống động của những hoa văn, hoa tiết trang trí, mà còn từ những ý nghĩa mà mỗi hình ảnh mang lại. Ở đây có chữ vàng, biểu tượng của Phật giáo. Hoa văn tạo hình mai rùa thể hiện sự trường tồn. Bạc bửu là khát vọng hòa nhập với thế giới tự nhiên, sự tốt tươi, no đủ. Người Huế yêu thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá, nên Bình Phong không chỉ được xây bằng gạch mà còn được tạo ra bằng cây xanh. Những Bình Phong bằng cây như thế này mang đến một vẻ đẹp khác cho ngôi nhà. Đó là sự thân thiện, xanh mát, chức năng che chắn vẫn đảm bảo và vẫn có nét duyên dáng riêng. Không chỉ nhà dân mà ở cả phủ đệ vẫn chuồng Bình Phong bằng cây. Đây là Bình Phong cây ở phủ thờ An Thường Công Chúa. Bình dị như chỉnh cuộc đời của một bà công chúa nổi tiếng về lòng hiếu thảo. Với quan niệm sống gửi thác về, nên trong tư duy của người Việt, lăng mộ cũng là ngôi nhà thứ hai. Chính vì thế mà Bình Phong cũng được xây dựng ở lăng mộ. Đây là bức Bình Phong ở trước lăng mộ vua Từ Đức. Cả hai mặt trước và sau đều trang trí chữ thọ. Rõ ràng việc khảm sàn sứ hay hoa văn ở đây đều do những người thợ tay nghề cao đảm nhận. Mô típ trang trí dành cho vua như rồng, vân mây, sóng nước ở đây thật sống động và tinh tế. Vua Từ Đức, vì vua có học vấn uyên thâm và tài thơ văn bậc nhất, đã thiết kế cho mình một ngôi nhà thứ hai đẹp thơ mộng, và chính ngay nơi yên nghỉ của mình cũng chỉ có chữ và mây gió. Trong kiến trúc Bình Phong ở lăng mộ có hai loài: Bình Phong Tiền và Bình Phong Hậu. Bình Phong Tiền có ý nghĩa che chắn, thì Bình Phong Hậu có ý nghĩa giữ gìn bảo vệ. Kế bên lăng mộ vua Từ Đức là khu lăng mộ của vợ vua, Lê Thiên Anh Hoàng Hậu. Ở đây chúng ta sẽ bắt gặp bức Bình Phong với lối trang trí đặc biệt dành cho phụ nữ cao quý trong hoàng gia. Đó là hình đôi chim phụng. Ở Bình Phong Tiền của lăng, mặt trước là hình loan phụng, mặt sau là chữ thọ. Ở Bình Phong Hậu,
vị trí trung tâm là hình đôi chim phụng chầu chữ thọ. Tất cả đều rất sắc nét và sống động. Ở lăng vua Từ Đức, ngoài ý nghĩa che chắn, bảo vệ, chúng ta còn bắt gặp kiểu bình phong mang ý nghĩa hoàn toàn trang trí. Đó là dạng bình phong xây ạp tường, phía trước là non bộ. Xuất hiện trong kiến trúc nhà ở, lăng mộ, bình phong còn là một hạng mục không thể thiếu ở các đình làng, nhà thờ họ ở Huế. Đình làng Kim Long, thành phố Huế. Dấu thời gian in trên mái ngói. Và dĩ nhiên, bình phong cũng chạy dầu mưa nắng. Đây là một trong những bức bình phong đẹp nhất của đình làng Huế. Ở đây, hình long mã được khảm sành sứ, tạo hình với đường nét chắc, khỏe. Mặt trước của bình phong còn trang trí câu đối, hoa lá. Đặc biệt có nhiều hình đắp nổi như hình người và voi, hình vân quy bài tổ. Ngày xưa, làng nào có người độ cao thì làng đều tổ chức lễ vân quy bài tổ, đón tiếp trang trọng. Niềm ao ước con dân học hành thành đạt đã được thể hiện trên bức bình phong ở đình làng. Nhiều đình làng, nhà thờ họ đã qua trùng tu sửa chữa và bao giờ bức bình phong cũng được quan tâm, chăm chút. Xem đó như điểm nhận đầu tiên về kiến trúc của nhà thờ hay của đình làng. Với những giá trị về mỹ học, về tư liệu, bình phong là một phần kiến trúc thuộc về di sản. Thưa quý vị và các bạn, một thực tại đang diễn ra là trong kiến trúc nhà ở hiện đại, bình phong đứng trước nhiều thử thách do sự eo hẹp về diện tích, nhiều ngôi nhà mới không thiết kế bình phong. Đây cũng là sự ngoài ý muốn. Vì thế, tìm hiểu về giá trị bình phong trong kiến trúc Huế là tìm về với một nét văn hóa riêng của người Huế. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem trong chương trình tới, chúng tôi sẽ nói về bình phong long mã, một hình tượng trang trí độc đáo trong mỹ thuật Huế.